Những thác nước mưa đổ ầm ầm từ trời cao xuống mặt đất, những đại lộ chìm trong sóng dữ mênh mang, những xe hơi trôi lăn lông lốc như bao diêm trong dòng nước cuồn cuộn, những thi thể lênh bềnh trong làn nước đục lờ hay còng queo trên mặt đất nhão nhuét, những thanh âm ai oán dưới màn mưa mù mịt trên mái nhà sắp chìm trong biển nước, những tiếng sụt xịt mếu máo trên nhiều khuôn mặt thất thần rất gần mặt nước trong toa xe điện ngầm, những nghĩa địa xe hơi chồng chất giữa phố, những ánh mắt bất lực đau khổ, vân vân và vân vân. Và người xem cũng xả nước mắt. Đại hồng thủy ngày tận thế hay sao? Không, đó là những hình ảnh của trận lụt lịch sử ở thành phố Trịnh Châu và tỉnh Hà Nam ngày 20 tháng 7 2021. Họa lớn chưa qua vì có tin rằng chừng hơn 30 hồ chứa và đập nước ở tỉnh Hà Nam đang vượt ngưỡng cho phép. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn về câu chuyện nóng bỏng này. Chào mừng quý vị trở lại với Luận Đàm Thế Sự, tôi là Lê Minh. Dường như tự tin vận nước đang lên, ngày 1 tháng 7 vừa rồi, Bắc Kinh tuyên bố hung hăng, bộc lộ tham vọng cuồng ngạo của mình ở lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng. Vận nước quà cũng đang lên trên khắp các tỉnh thành, nhưng theo một nghĩa hoàn toàn khác, mà khủng khiếp nhất là tại Hà Nam, cố đô xinh đẹp một thời của Trung Quốc. Trước tiên, thưa quý vị, chúng ta hãy ngược dòng lịch sử tìm về một Hà Nam tươi đẹp và thơ mộng trong quá khứ. Hà Nam, còn gọi là đất Dự, nằm ở phía nam sông Hoàng Hà, bắc giáp Hà Bắc, phía đông bắc có Sơn Đông, tây nam có An Huy, nam có Hồ Nam, tây có Thiểm Tây, Sơn Tây ở phía tây bắc. Chính là nằm ở vào vị trí trung tâm của đồng bằng Hoa Bắc, nơi phát tích văn minh 5.000 năm của Hoa Hạ. Nên từ xưa, vùng đất này thường được gọi là Trung Nguyên. Hà Nam, núi sông như vẽ, phong cảnh hữu tình, sản vật phì nhiêu, tuấn kiệt nhiều vô số. Tổng cộng có khoảng 15 triều đại từ thời cổ đại đến trung đại đã chọn nơi đây làm đất đóng đô. Vì thế, ở vùng đất này cơ man nào là những chứng tích lịch sử, mỗi bước chân, mỗi kỷ niệm về địa linh nhân kiệt. Dòng sông Hoàng Hà phía bắc nặng phù sa như con thần long màu vàng uốn khúc ôm lên mảnh đất Hà Nam. Bên bờ Hoàng Hà có quán Tước Lâu, nơi mà danh sử Vương Tri Hoán đã từng viết như thế này. Mặt trời đã khuất non cao, sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào biển khơi. Muốn xem ngàn dặm xa xôi, hãy lên tầng nữa trông vời nước non. Vì vậy, muốn ngắm đất Hà Nam, phải leo lên tung sơn tuyệt đỉnh. Muốn hiểu về Hà Nam, phải ngược dòng lịch sử mấy nghìn năm để tìm lại danh nhân thắng địa. Này đây là chùa Thiếu Lâm trên núi Thiếu Thất thuộc dãy Tung Sơn. Đất Trịnh Châu, ngôi chùa cổ kính huyền thoại đã đi vào văn sử, thi ca, phim ảnh. Với bao thế hệ danh tăng, võ sĩ lưu dấu ấn siêu việt vào văn hóa lịch sử Trung Hoa. Kia là nơi Thiền Tông Bồ Đề Đạt Ma cưỡi lao vượt Hoàng Hà, rồi sau cửu niên diện bích, nọ là tàng kinh các Bác Đại Tinh Thâm, chứa ngàn điển muôn kinh. Đất Trịnh Châu dưới chân núi này chính là kinh đô nước Trịnh của Trịnh Trang Công, một trong ngũ bá thời Chiến Quốc. Phía xa xa là Khai Phong Phủ với quan ngự sử Bao Trừng, tức Bao Thanh Thiên, lòng như trăng rằm, trí tựa trời xanh, thanh liêm cương trực, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tỉnh. Này đây là đất Dự Châu, đất phong của người anh hùng yêu nước thương dân thời Tam Quốc là Lưu Bị, nơi đã hằn in vô số vó câu xe ngựa trong công cuộc thiên hạ tam phân. Kia là kinh đô Lạc Dương Hoa Lệ, còn gọi là Thi Đô, kinh đô của thi nhân, hay Hoa Đô, đô thành hoa nở. Thi nhân là Lý Bạch Đỗ Phủ Bạch Cư Dị, hoa nở đẹp nhất nơi đây là Mẫu Đơn. Những kỳ nhân dị sĩ thiên hạ khi sống nơi này thì đặt định văn hóa, khi thác cũng chọn Lạc Dương làm chốn an nghỉ. Như những bá di Thúc Tề, Tô Tần, Trương Nghi, Lã Bất Vi, Trần Bình, Trương Lương, Quan Vũ, Địch Nhân Kiệt, Bạch Cư Dị hay là Đỗ Phủ. Quả thật là giữa bầu trời lịch sử muôn triệu ánh sao xa, trong nhân gian vạn thủa ấy muôn triệu đóa hoa. Thưa quý vị, người Hà Nam xưa là con người đất đế đô, trọng lễ nghi, có đạo đức. Như Trịnh Trang Công cõng mẹ dưới suối vàng mà được khen là người con chí hiếu. Nhạc Phi anh hùng chống Kim nêu gương tận trung báo quốc vằng vặc sử sanh, văn hóa truyền thống chịu nhiều ảnh hưởng của Nho gia, ca ngợi lòng trung quân ái quốc, coi cội nguồn của lòng tốt là từ hiếu thảo, bách thiện hiếu vi tiên. Các triều đại xưa coi trọng giá trị của Nho gia như trung hiếu nhân nghĩa lễ chí tín. Người Hà Nam là dân đất cố đô, đương nhiên càng coi trọng lễ nghi và đạo đức. Một cố học giả, nhà ngoại giao người Việt Nam rất có uy tín về Trung Quốc đã từng viết: người Hà Nam rất chăm chỉ, chịu khổ được, tập quán sinh hoạt vốn thật thà chất phác, nhất là người nông thôn. Người Hà Nam ở nhà rất coi trọng lễ nghĩa, các chuyện ma chay, cưới xin, sinh đẻ, lễ Tết đều rất coi trọng. Nhưng một ngày trên toàn cõi Trung Hoa bỗng trời đất nổi cơn gió bụi và Hà Nam cũng chịu chung số phận với mảnh đất Thần Châu dưới ách cai trị của triều đại đỏ. Một Hà Nam phẩm giá xa sút.
Thưa quý vị, hầu như tất cả những gì thuộc về văn hóa truyền thống đều đối lập với nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là chướng ngại của chính quyền này trên bước đường nắm giữ quyền lực. Đạo đức, văn hóa truyền thống, tín ngưỡng chân chính hay niềm tin vào thần là cội nguồn của sức mạnh tinh thần, đối lập với bản chất già ác đấu của chính quyền Trung Quốc. Nhân tâm hướng thiện, an hòa, kiên định, sáng suốt khiến xã hội an bình. Lạ thay, lại chẳng phải là điều Trung Nam Hải mong muốn. Cái nó cần là cơ hội tiếm đoạt quyền lực chính trị từ trong đại loạn. Hà Nam lại là cố đô kết tinh những giá trị văn hóa này, nên đương nhiên là mục tiêu phá hoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau những cuộc vận động chính trị trên toàn đất nước và ở Hà Nam, hậu quả ngày nay ra sao? Vị cố học giả mà chúng tôi đã nhắc ở trên cũng đã nhận xét về người Hà Nam như sau. Thanh danh hiện nay rất xấu, các công ty lớn tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến đều không muốn thuê dùng người Hà Nam. Đã có câu nói, phòng lửa, phòng trộm, phòng người Hà Nam. Thậm chí tại Thâm Quyến đã từng có biểu ngữ nghiêm khắc đà kích bọn tội phạm Hà Nam. Có thể là do đất hẹp người đông, sắp đạt 100 triệu dân nên cạnh tranh dữ dội, rất nhiều người dường như xảo quyệt là thiên tính. Độ tín nhiệm của các công ty Hà Nam rất xấu, hễ lừa được là lừa, hễ hãm hại được là hãm hại, buôn bán làm ăn với họ rất là mạo hiểm. Trịnh Châu, Tân Hương, An Dương tập trung rất nhiều công ty lừa gạt, dùng các phương thức như ủy thác gia công, liên minh để lừa gạt. Chính quyền địa phương về căn bản là không quản lý. Người Hà Nam phổ biến có địa vị không cao tại các thành phố lớn, nhưng tiếng tăm lại rất nổi, thu nhặt đồ phế phẩm rất nhiều và thường thuận tay dắt bò. Số gái điếm cũng không ít, thường lang thang tại thành phố. Tỷ lệ người Hà Nam phạm tội ở Bắc Kinh chỉ dưới người Đông Bắc nên ở đâu cũng bị chèn ép. Quá khứ 100 năm tồn tại và hơn 70 năm cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc cung cấp cho chúng ta vô vàn dẫn chứng về cuộc phá hoại của chính quyền này với đạo đức, văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, để lý giải cho sự sụp đổ tinh thần đạo lý của con người trên mảnh đất này. Ở đây chỉ tạm đưa ra một vài sự kiện tiêu biểu trong cuộc bức hại tín ngưỡng ở nơi đây. Ngôi chùa đầu tiên của Trung Hoa là chùa Bạch Mã, xây dựng năm 25 đến năm 220 sau Công Nguyên. Nó được coi là cái nôi của Phật giáo ở Trung Quốc. Trong chiến dịch phá tứ cựu, quan chức dưới thời Mao Trạch Đông đã chỉ đạo nông dân đến phá tan ngôi chùa dưới danh nghĩa làm cách mạng. Những bức tượng 18 vị La Hán bằng đất sét hơn 1.000 năm tuổi được làm trong triều đại nhà Liêu đã bị phá hủy hoàn toàn. Kinh Bối Diệp do một vị cao tăng người Ấn Độ mang đến Trung Quốc 2.000 năm trước đã bị đốt. Vật quý hiếm như ngựa Ngọc Bích đã bị đập tan thành từng mảnh. Chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn đã từng là trung tâm văn hóa thiền tông và võ học với những vị cao tăng đức độ, lấy khắc khổ, chuyên cần, tu hành nghiêm cẩn làm phương thức, lấy giải thoát khỏi khổ ải của luân hồi sinh tử làm mục tiêu. Chùa Thiếu Lâm ngày nay được gọi là Tập đoàn Thiếu Lâm, chuyên làm kinh tài, coi khổ hạnh là sự nhục nhã, quyết buông bỏ đường tu đổi lấy lợi danh. Ngôi chùa hiện đã lên sàn chứng khoán, trụ trì chùa này là Thích Vĩnh Tín, được gọi chế giễu là CEO Thiếu Lâm Tự. Y có khối tài sản khổng lồ theo lời đồn của truyền thông Trung Quốc là khoảng 3 tỷ Mỹ Kim, có đời sống xa hoa, vật chất thừa mứa, bao nuôi hàng loạt nhân tình. Tổ Bồ Đề Đạt Ma xưa của Thiếu Lâm tự đả tọa nhập định một mạch 9 năm liền quay mặt vào vách mới đắc đạo. Ngày nay, thầy Thích Vĩnh Tín ngồi yên một giờ cũng khó vì thời gian của thầy đã dành cả vào các hoạt động thương mại, giao lưu chụp ảnh với các nghệ sĩ nổi tiếng, giải trí sinh lợi, giải trí cá nhân, đi họp ở Trung ương để nghe chỉ thị, vân vân. Tất cả trừ tu hành. Hà Nam cũng không đứng ngoài cuộc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tờ Minhui.org, một tờ báo chuyên cung cấp tin tức có độ khả tín cao về cuộc bức hại Pháp Luân Công và những vi phạm nhân quyền khác của Bắc Kinh, đã đưa tin bài về việc những học viên Pháp Luân Công ở tỉnh này bị sách nhiễu, bắt giữ, tra tấn, hãm hại, thậm chí cướp mổ nội tạng như ở các địa phương khác của Trung Quốc. Riêng về cướp mổ nội tạng của học viên Pháp Luân Công, chúng ta phải quay trở lại cái rốn nước của tỉnh Hà Nam lúc này, đó là thành phố Trịnh Châu. Nhân quả đã đến hồi báo ứng. Có tới hơn 457 kết quả tìm kiếm trên Google về ghép thận ở Trịnh Châu. Còn nếu tìm cấy ghép thận Trịnh Châu bằng tiếng Trung thì ra tới 383.000 kết quả. Theo trang tin South Hope, năm 2006, South Hope phỏng vấn các bệnh viện nhân dân số 357 của Trịnh Châu cho thấy kinh nghiệm ghép thận rất phong phú, nguồn cung cấp rất nhiều, thời gian chờ đợi ghép ngắn, nguồn cung đều là những người trẻ khỏe, chi phí từ 30.000 đến 70.000 tệ. Ba bệnh viện này mỗi năm cấy ghép thận 80% toàn tỉnh Hà Nam. Ai cũng biết rằng Trung Quốc là nhà cung cấp dịch vụ ghép tạng lớn nhất thế giới. Nguồn nội tạng là từ các tù nhân, người Duy Ngô Nhĩ và nhiều nhất là mổ cướp từ các học viên Pháp Luân Công vì họ có sức khỏe tốt hơn cả. 24 bệnh viện cấy ghép thận ở tỉnh Hà Nam thực tế đã trở thành một loại lò mổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi diễn ra những tội ác ghê gớm nhất mà loài người từng biết đến. Những năm gần đây, Trịnh Châu xây dựng rất nhiều những công trình ngầm.
trong đó có các cơ sở quân sự. Ngày 20 tháng 7, 2021, tỷ phú lưu vong Quách Văn Quý tiết lộ trung tâm chỉ huy tác chiến ngầm của quân đội Trung Quốc cũng bị lũ nhấn chìm. Ông nói, bạn có biết Trung Quốc làm gì ở học viện đo đạc và bản đồ không? Bạn có tin vào số mệnh không? Trung tâm chỉ huy tổng hợp tác chiến chống Đài Loan có bản đồ mô phỏng 11 không phải nằm ở Phúc Kiến, mà là ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Bắc Kinh muốn hại Đài Loan cũng không dễ. Ngày 20 tháng 7, 2021, ngay cả cơn bão mạnh giật cấp 13 mang tên Kempaka cũng tránh Đài Loan, xứ sở mộ đạo, để đổ bộ vào hoành hành ở Quảng Đông, Trung Quốc. Trận lụt ở thành phố Trịnh Châu và tỉnh Hà Nam diễn ra sau 2 ngày mưa lớn. Nhưng chỉ những trận mưa có thể gây nên những cơn lũ quét dữ dội với nước màu vàng đục giống nước Hoàng Hà như vậy không? Có người quay được cảnh hồ chứa thượng nguồn Trịnh Châu đột ngột xả lũ không thông báo vào 10 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2021. Cũng chính ngày này, 22 năm trước, chính quyền Trung Quốc dưới thời Giang Trạch Dân đã phát động toàn diện cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đây là thiên tai hay là nhân họa? Có câu, trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, mọi thứ đều là duyên phận an bài. Vậy nên dù thế nào cũng là nhân quả báo ứng, Bắc Kinh dù có trăm phương nghìn kế liệu có thể thoát khỏi quy luật nhân quả báo ứng hay không? Màn kịch vai trả hãy còn đang tiếp diễn. Kính thưa quý vị, chương trình bình luận của chúng tôi xin được khép lại ở đây. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và mong rằng quý vị luôn yêu thích Luận Đàm Thế Sự. Phục vụ quý vị là niềm vinh hạnh đối với chúng tôi. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.